Bố, em, nhanh, nhanh. Cái gì vậy? Mẹ đang đánh nhau ngoài chợ kìa. Nhanh, nhanh, không kịp. Cái gì? Nè, cầm lấy. Anh lên đi thôi em. Nè, mày cầm gì vậy? Có nhiều đó thôi hả? Trời ơi, liệu có được không vậy con? Được rồi bố, bên kia có hai người đàn bà thôi. Đi. Cái gì? Hai người đàn bà? Rồi, thêm ba cho con mình. Trời ơi, liệu có quýnh lại mẹ mày không vậy?